Hôm nay em xin giới thiệu với anh em, đây là lá gió của hàng tiệm chính ký nha. Thì chính ký đời cũ sẽ lá gió màu trắng. Thì thông thường cái đường kính hàng này nó là 25 ly nè. Mà anh em nào sạc cái lồng nó mòn á, mình bỏ vô mình thấy nó hơi lỏng, nó yếu á, thì mình lấy lá gió tăng cos lên đi. Tăng cos lên lấy lá gió này nè, xi bằng silicon nha. Thằng này nó bằng silicon, chịu dầu, chịu nhiệt rất là cao. Nó bền, độ bền gấp 10 lần của thằng nhựa nè, nhựa dễ gắt hơn, này khó gắt hơn. Quấn là nó êm hơn nha. Thì anh em mà xài 25 ly thì nó bị lỏng đi, mình tăng lên 25 ly 2, 25 ly 3, 54. Anh em muốn bao nhiêu cũng có hết nha. Đó, anh em cứ nói với mình. Còn cái trường hợp mà nó yếu á, anh em cứ nghĩ là lá gió lò xo là cũng không phải hết. Nó phụ thuộc cái ron nét đạn này. Ron đạn này không được là có hàng tệp chính ký mình nó sợ nó là đường kính ngoài 12 ly, lỗ 6 ly, dày thì 3 ly. Nhưng mà anh em xài thời gian thì cái ron mình nè, nó bị xẹp, nó bị lỏng đi, bắn nó xì hơi nha. Thứ hai là ốc hoàng ghế nó bị lỏng á đó. Đó, anh em lỏng phần đó thì mình úp, lúc mình úp vô á thì nó sẽ bị hở, nó không kín được nha, thì dẫn đến xì hơi, anh em bắn không chính xác được. Thứ hai là yếu, nó rò hơi là biết liền à. Thì lúc đó anh em phải mua cái ro khác to hơn xíu. Thì ông thường hàng này chuẩn gì nó là 3 ly thôi, nhưng mà anh em giờ nó bị lỏng rồi, anh em phải mua cái ro là tăng lên 3 ly rưỡi, em 3 ly 6 qua là 7 3, 3 9 4 ly luôn nha. Thì theo anh em thằng này nó bằng silicon nè đó, nào có độ, nó có độ cứng nhưng mà nó cũng có độ độ mềm nữa, bằng silicon. Thì anh em mua về anh em thay thế ro vô, anh em bỏ vô mà em thấy nó cợt nhẹ là anh em lấy đá anh em mài nha, đá mài giao tiện á của tiệm xe Honda đó, mình mài nhìn lướt đường kính thế nào. Thứ hai là mình úp vô á, cái mặt phẳng nó hơi nghiêng, anh em phải mài nghiêng một xíu, nghiêng một bên, tại cái mép mép cái mép của cái thân củi nó hình con mà, anh em phải mài nghiêng để mình úp vô nó mới khớp được nha. Cái này giòn thì nó không có đáng kể, nhưng mà này vuông á, em phải mài nghiêng một phần nữa, một phần nữa ron thôi, mài nghiêng quá nhẹ nào mình úp vô cái tiếp xúc vô nó mới kín được nha. Thằng này ron silicon đó, thì ba ly mình tăng lên 3 ly 2, 3 ly 3, 3 ly rưỡi luôn nha. Mà cái ốc hoàng ghế nó lỏng nhiều mình tăng lớn lên, thằng cho mình úp vô là cảm giác nó phải khít, nó phải cứng khít mới được, không có luồn hơi bắn mới chính xác được. Rồi mình có linh kiện của thằng tiệp là giá lá gió đen kia đó, linh kiện Đức, Trung Quốc này kia đó, rồi BSA 28 ly có đầy đủ hết luôn nha. Anh em cần alo số điện thoại này nha, mình tư vấn cho.